Mọi người có phước nhất trong cái khỏi này là mỗi ngày chúng ta được niệm Phật. Chỗ niệm Phật là thấy quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Nói đây là nói những người chúng ta hữu duyên được gặp pháp môn niệm Phật. Vì chính những đức kiểm nghiệm vì chính mình thấy rõ ràng. Con người mà có thể ở một nơi mười mấy năm mà không đi đâu hình như là cái cảm giác mình không có muốn đi đâu mà gọi là đi kiếm chỗ đông người vui chơi gì hết thật sự là nhờ niệm phật mà mà nó có được sự an lạc của nội tâm nên không đi tìm nữa mười mấy năm chờ những Đức chưa bao giờ ngồi quán cà phê uống ly cà phê nào mười mấy năm nên rèn mình ở một nơi được giống như có thể một căn nhà ở trong đó thôi cả cuộc đời niệm phật Bây giờ được cái duyên mà tu râm với vị gì niệm phật nó thì thôi còn gì bằng cái hạnh phúc lớn nhất của đời người đó là ít nghe ít thấy và ít biết còn nếu nói mà không nghe không thấy không biết luôn Thì chắc khỏi này không có đâu Nhưng mà ít nghe Ít thấy Ít biết Là vì tuyệt vời của nội tâm Chắc chắn luôn Vì vậy thấy không Khi vị mà ít nghe ít thấy ít biết Tại vì sẽ có sự an lạc đặc biệt lắm Nhưng khi vị nghe một việc gì Vì thấy một việc gì Biết một việc gì là bằng tâm Quý vị dụ như đi Tại sao người ta thích tìm con người nhẹ tâm vì khi có người mà đối với danh lợi nhẹ nhàng mình gần người đó mình thấy cũng khỏe à. còn thí dụ như mình gần với một người nào mà về danh lợi người ta quá nặng nề tính toán so đo mình cũng nặng nề tại vì khi cái lời nói họ nói ra là nó áp vào tâm mình nó làm mình cũng phải suy nghĩ theo như vậy nên nó nói rằng gần người an lạc nhẹ nhàng thì mình cũng an lạc nhẹ nhàng nên tại sao người ta thường tìm nơi chúng bình an Vì cái nơi chúng bình an Nó giúp cho mình bình an à, Nhớ Cái nơi chúng bình an nó giúp cho mình bình an Nên như Đức nói với mấy anh em bên cạnh Như Đức nói một câu Mình bây giờ là có cơ hội Hình như là Không nghe không thấy không biết Đây là cơ hội tốt đặc biệt Mà để cho anh em mình niệm Phật Nên lúc trước có một chiếc điện thoại Của mấy ổng cầm như Đức kêu tắt nguồn luôn bây giờ đâu có ai nhắn tin hay gọi gì được đâu nhận đức thì điều đó giờ nhận đức không có dùng điện thoại dùng mà cũng như không dùng đi nhưng có dùng điện thoại nên á, bây giờ là cơ hội không nghe không thấy không biết đây là cơ hội đặc biệt để mình nhận thức được khi mình niệm phật mình tu nó an lạc nội tâm làm sao đây là cơ hội nè mà có cơ hội này mà không chịu nhận thức biết chừng nào có được cái cảm giác mà không nghe không thấy không biết chỉ có niệm phật không cơ hội này mà không chịu nỗ lực nữa thôi chờ cơ hội nào đấy là phật thương mình phật cho mình cơ hội gọi là khung mình vào một cái vị trí không cần giải quyết nhân sự không cần bận tâm việc này việc kia đó là cơ hội đó nếu như mà mình mà không quen cái việc đó là sự tội túng thì coi như đưa bị vô nhà mà ở trong đó mà gọi là quý vị như con cái mình đi chơi nhiều quá đi mình cho nó vô nhà mình phá cửa lại đó là vì nhốt đó nên tội túng nặng nề còn như những đức là thật sự những đức không muốn đi đâu nó thật sự cái chỗ đông người hoặc là đi đến cái chỗ ồn náo như đức không có thích đi đến nơi những chỗ gì nên những đức thích ở một nơi nào vắng vẻ một nơi nào đó mình lo niệm phật lúc trước thì ở trong chùa không mà chùa mình thì như là đông đúc quá mỗi ngày phải giải quyết nhiều văn nhân sự việc này việc kia nên vị biết rằng cuộc đời những đức ngày xưa ngoài đời thì không có gì nhưng mà vô chùa thì những đức có rất là nhiều thứ mà cũng như không có thật sự một trăm có rất là nhiều thứ mà cũng như không có Nói à, mà cái việc mà trong chùa mà nói mà xe cổ thôi Những đức mua mười mấy chiếc xe Sử dụng cho ba điểm chùa Mà không có chiếc nào mà những đức mà nó dính dáng vào Đi cái chiếc đó này cái gì nhiều không có Tại vì đứa đâu đi đâu đâu Nên có cũng như là không có Nên đối với mình bây giờ Cái danh cái lợi nó nhẹ nhàng dữ lắm Một trăm phần trăm luôn Những đức cảm giác sâu sắc vào danh lợi rõ ràng luôn Nó không thật quý vị à. Bữa nay nó tay mình mai tay người khác à nó rõ ràng cái tình thương yêu mà nó còn bữa nay gì mai gì khác nữa đây Không chi là cái vật chất ở cuộc đời này. Những đức nó thật sự tu thì không có gì đặc biệt với bản thân những đức đâu. Nhưng mà cái đặc biệt nhìn thấy được của những đức là gì? Thật sự cái danh lợi trong cuộc đời này phù du thiệt. 100%. Ừ. Nếu như có nó mà không sử dụng đúng mục đích thì đúng là uổng phí. Dù có nó cũng vô nghĩa. Không có gì cả. Như bây giờ Như Đức hỏi quý vị Như bản thân Như Đức ở một căn nhà nào đó Như Đức không đi đâu Vậy đó với Như Đức cái xe là cái gì nữa vậy Cái xe là để đi mà Như Đức thì không đi đâu Vì chiếc xe nó có ý nghĩa gì nữa đâu Không có ý nghĩa gì cả Tiền là để người ta có Để xài, để vui chơi Vì công nhận không Con người ngoài đời lao đi kiếm tiền để làm gì Cuộc chơi với quý vị Ăn uống chân dọn xe xua Là dùng tiền nhưng mà mỹ viện nghĩ như đức ở một nơi bây giờ đồ đạc như đức bạn thì cũng dài bu đô thôi bây giờ không lẽ giờ những đức ở trong nhà như đức đi bận quần tây bỏ áo thùng rồi ăn diện cho ai nhìn làm diện chi vậy đâu có đâu cái người bận đồ đẹp là để đi ra ngoài cho người ta thấy quý vị chứ ngoài ra mà mình ở trong nhà không bạn đồ đẹp làm gì thấy không? đó là những cái mà những đức thấy rõ ràng những đức tu là những đức thấy được cái danh lợi nó là sự buộc ràng nên bản thân mình tại sao mà mình có được sự an lạc trong Phật Pháp một chút Là vì chính bản thân những đối với danh lợi nó nhẹ Đối với danh lợi nó nhẹ vì Tất cả đa phần người mà biết những đức quý vị thấy rõ ràng Chưa quý vị chưa bao giờ thấy những đức đi đâu mà có một đoạn phim quay lại Hoặc là đi đến khu vui chơi nào chưa từng thấy luôn mà xin thưa quý vị những đức cũng chưa từng suy nghĩ đến những đức đi đến nơi đó thật sự trong lòng những đức chỉ có một nơi mà trong cuộc đời những đức đời này những đức muốn đến nhất đó là thế giới cực lạc thôi. thật sự chỉ có thế giới cực lạc là chỗ mà thật sự trong lòng những đức muốn đến dù những đức như thế nào ở cõi đời này những những đức thật sự muốn đến thế giới cực lạc chỉ có vậy thôi dù mình là kẻ cùng tử mình là một con người hư hỏng cỡ nào nhưng những đức mong bản thân mình tin phật a di đà con đời này chỉ muốn gì thế giới cực lạc thôi Tại vì cái cõi này đi tìm ở đâu mà chỗ bình an đây quý vị Thật sự cái cõi này có khi mình sống với con người biết tu nhau đây Mà mình còn cảm thấy chưa bình an Người biết tu nhau mà chưa chắc bình an hay không đó nè Chứ đừng có nói chi mà người không biết tu à. Đây là 100% luôn Những đứa sống trong ngôi ta bảo mười mấy năm trời Xấy thấy, thấy rõ ràng luôn Cái danh cái lợi này ở đâu nó cũng có kìa Nó có mặt mọi nơi mọi chỗ luôn và nó áp đặt vào con người con người nào nó cũng nằm trong đó hết trơn quý vị ít có ai mà vượt qua được cái danh cái lợi này đâu quý vị thật sự luôn á con người cũng vì danh lợi mà đấu đá hơn thua đủ chuyện tranh giành bao nhiêu lời thị phi bao nhiêu sự trù dập giết nhau cũng vì danh lợi chứ gì vì thật sự nên cuộc đời những đức nghĩ rằng có phước lớn nhất là mình gì về sao mình có một nơi ở cố định cả cuộc đời của mình không đi đâu cả thật sự luôn đây là một trăm ý nghĩ từ xưa tới giờ như thế nghĩ muốn ở một nơi mà không đi đâu cả cả cuộc đời luôn ở một nơi một nơi niệm phật thật sự cũng không muốn ai biết đến chỗ đó làm gì ngày xưa như đức chân chùa bị, bị đều biết đến bị vị đến ào ào là mấy chục ngàn người bây giờ nhà đức tạo chi cái việc cho người khác biết làm gì nữa thật sự không muốn ai biết đến mình ở nơi nào chỉ mỗi ngày chúng ta tu tập mà đem cái cảm giác niệm phật an lạc chia sẻ với nhau là quý quá thật sự mà nói đã có duyên dù xa ngàn dặm nó cũng thấy gần nhau đã là vô duyên không có duyên rồi thì dù cho sát bên nhau chăng nữa nó cũng như xa ngàn dặm nên cái đặc biệt của chúng ta là gì mỗi ngày được niệm phật cái đặc biệt nhất của mình là mỗi ngày được niệm phật những Đức thì Nghĩ rằng nhờ Phật Pháp cứu cuộc đời mình Cứu quệ mạng của mình Nên những Đức thật sự trong lòng muốn đem Phật Pháp để giới thiệu Bằng cả tấm lòng Nhưng mà Với cái thời cuộc này Mà rất may mắn Mình có được cái đường rung này tu những Đức thấy đúng là mãn nguyện cuộc đời ghê Cực kỳ mãn nguyện luôn Thật sự quý vị Trong lòng những Đức bây giờ cảm giác không còn một cái cảm giác gì nó ở chùa cao Phật lớn mà chỗ đông người nữa không có nữa đâu với từng tuổi này 43 tuổi mà những đức không còn cảm giác đó nữa nên ai mà gặp những đức mà nói rằng là có một ngôi chùa nọ có một ngôi chùa kia có đạo tràng nọ chú về đó để chú lo cho nuôi các cụ trở lại những đức nó nam mô với đạo phật đủ bao nhiêu tư tưởng những đức nó đưa ra hết rồi đến một cái nơi mà ban đầu vắng vẻ không có ai mấy người mà tạo dựng ra mấy điểm đạo tràng đông người như vậy những đức cảm thấy đủ rồi thật sự mà nói cuộc đời như đức đi tu cũng chưa bao giờ như đức nghĩ ra khỏi chùa nhưng mà mình tin trong cuộc đời này duyên hợp duyên tan nên những đức nói rằng tất cả hàng cư sĩ phật tử mà mỗi ngày như đức thấy quý vị có những người mà ngày tu được bốn thờ những đức nói quý vị công nhận là người có phước báo thiệt khi vợ cái chồng mà cùng ngồi niệm Phật với nhau. Nói quý vị là người đại phước báo trong cái cuộc đời này, nó thật á. Con người ta thường mình buồn quá mình mới kiếm chỗ vui chơi Chứ nếu như mình có sự an lạc của nội tâm thật sự mình không muốn tìm đâu. Muốn tìm đâu. Giống như mỗi ngày mình niệm Phật là mình đang vui chơi với Phật A Di Đà thật sự luôn mình niệm phật là giống như mình đang vui chơi với phật ai di đà nên bây giờ mà những đức mà gặp ai mà nói cái chuyện này cái nơi mình đã từng ở hồi lúc trước lỡ này kia những đức nó thôi đừng có nói nữa tại vì cái chuyện này những đức không có giải quyết được nữa nói làm gì cho những đức nghe làm gì đừng có nói gì có những người gặp những đức hỏi có bao giờ hỏi hang điện thoại hỏi thăm rồi nói mình có giải quyết được vấn đề gì đâu mà hỏi cái chuyện không cần nghe không cần thấy không cần biết thì đừng nó nạp vô thêm nó làm gì Đừng có nạp vô thêm chi nữa. Nên những đức nói rằng Vì sao bản thân những đức nhất định Phải có một cái chỗ ở Không thể nào bản thân của mình Có thể ở nhà người ta được quý vị Thật sự luôn Cái này mà nếu mà nói gì người đàn ông Nói một con người Nhận thức được sẽ hiểu liền Không thể nào mình ở nhà người khác được mình phải có một cái nơi ở cả cuộc đời mình ở trong cái chỗ đó mà hành đạo thực sự mà nói cái chỗ che mưa che nắng không cần đi đâu bước ra thì giống như mình có một cái chỗ trồng rau dài cổng mình ăn nghĩa là dù ngồi ngay trong cái gốc cây nào cũng là cái chỗ bản thân mình mỗi ngày được thoải mái niệm phật cũng không cần phải bước ra đường làm gì những đức nói những đức có một khả năng là cả đời không cần bước ra đường thật sự có người có thể cả đời không cần bước ra đường thì không cần chiếc xe làm gì chỉ khỏi cần nói dòng do tam quốc thật sự luôn còn một ngày ba buổi cơm thì thật sự không có bao nhiêu tiền nữa có những người mình nói đặt vào người tu với bu xã thì sao đó thật sự còn mang thăng tứ đại thì còn dây mượn tứ đại còn mang tháng này thì biết còn ăn rồi quý vị mà đã là còn ăn mà đi xè tái sinh người khác không dễ đâu thật sự nên cái pháp tu mà hiện tại như đang hướng dẫn quý vị là tự độ và độ tha thì nhớ kỹ điều này pháp tu này là tự độ độ tha này vì hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ đi phải nhà nước tu được quý vị tu được không những đức đâu có làm cái mà những đức làm được mới bị làm không được đâu. Tuy là những đức ngồi một chỗ đó. Thì vị cho những đức một chén cơm ăn đó. Nhưng mà những đức mỗi ngày cũng tu bốn thời với mấy vị. Không cần quý vị dẫn những đức đi chơi chỗ nào chứ. Thật sự luôn. Này là nó 100% luôn. Tư tưởng mình đưa ra thôi. Ai thấy cái đó là hay. Là không, không thấy. Không hay thì thôi. rồi. thôi mười mấy năm mươi đời như đức đã làm nhiều quá thì biết rằng thời như đức ở hộ pháp biết, biết như đức làm cỡ nào chưa nó thật sự không tưởng tượng được cái công việc như đức để mà giải quyết vấn đề của ba điểm chùa mấy ngàn người khi lễ hội mấy chục ngàn người bị biết cái đầu như đức đã nghĩ cỡ nào chưa biết bao nhiêu công chuyện chưa không đơn giản đâu mà còn nghĩ cho người ta từng buổi ăn Từng nghĩ cho người ta từng Cái niềm vui cho người ta Nhiều quá à. Bây giờ đến lúc Phật Ây Đà ngày khung lại một chỗ như Nói Phật Ây Đà cho con một cái chỗ ở thôi Rồi là xong cả đời con là mã nguyện Không cần suy nghĩ nữa. Không cần nghe biết gì cái chuyện bên ngoài nói Thiện ác, nghe thương ghét, khen chê Không cần nghe tới luôn Nhưng Đức có thể cả đời ở một chỗ Không cần đi đâu cả vì hỏi những đức thầy có bao giờ mà suy nghĩ Có dịp nào thì đến du lịch đến đắc Phật rồi này. Những đức chỉ muốn về thế giới cực lạc Về cái đất của Phật A-di-đà Thế giới cực lạc Chứ khỏi này những đức không muốn tìm Ở đâu tìm hiểu đâu nữa. Mọi người có một cái Góc độ suy nghĩ khác nhau Có những người thì, thì Người ta tự độ độ tha Người ta đi bên ngoài Nhưng những đức chỉ mong ở một chỗ khép mình một nơi ở một chỗ một không đi đâu cả giữ tư tưởng giữ tâm nguyện này kiên định kiên định thật sự đi nhiều phiền não nhiều biết nhiều phiền não nhiều niệm phật là đặc biệt nhất niệm phật là đặc biệt nhất trong thời điểm này những đức đang ở nhà người ta nhưng mà ở trong một khuôn viên nhà từ khi nhận Đức đến nơi nhà ta ở nhà Đức chưa từng bước ra đường dù chỉ một lần ở đây tính ra cũng uh, mười mấy ngày xa chùa tới giờ mười mấy ngày thích nghi cuộc sống Đó. một con người giải quyết bao nhiêu vấn đề công việc đùng cái mỗi ngày chỉ lo niệm Phật không không đơn giản đâu quý vị quý vị mỗi ngày giải quyết bao nhiêu vấn đề kêu bị vào tu bị tu thử không, không đơn giản cái chân mình mà nó 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 giải quyết vấn đề mà kêu mình nó ngồi chỗ nó không đơn giản đâu quý vị à, à cái tâm con người mình nó phải thích làm sao kìa Ở không nơi được nên những đứa nói với vị nghe giảm nghe giảm thấy giảm biết là quý vị, vị hạnh phúc nhất hạnh phúc nhất luôn một trăm phần nên nắm chắc câu vật hiệu này đi những đứa thấy có nhiều người một ngày tu bốn thời những đứa nó công nhận vì hay thiệt á à quý vị phải cảm ơn bồ tát chồng bồ tát vợ Đã hộ trì cho quý vị mỗi ngày lên chánh điện mà tu được á sao mình làm biến mình không chịu lên tu nó chứ nếu mà bồ tát chồng bồ tát vợ hộ trì cho mình mà tu được gì quý vị lại mấy ông mấy bả ba lại cảm ơn lại mà cảm ơn cho mình được đi niệm phật đừng có nói mà ham lao ở bên ngoài cái nghĩ cái làm cái nói đa phần đi tạo nghiệp không bị tàu nghiệp nó chứ không phải đâu mà họ mà hộ trì sẽ bị lên chánh điện tu bốn thờ quý vị lại họ cảm ơn họ ừ lỡ họ đi làm về mà họ săn si một chút quý vị lỡ vuốt ve nói bồ tát bồ tát ừ cảm ơn họ đó nói ờ à, thôi tội nghiệp bồ tát quá bồ tát đi kiếm gạo kiếm cơm kiếm đồ ăn đem gì bây giờ bồ tát săn si mặt đen thui thù lùi à bồ tát vợ cảm ơn bồ tát chồng nghe vì bồ tát vợ mà bồ tát chồng với sân si phiền não chứ đừng có nói ông sao tối ngày phiền não quá đừng nói câu đó mình phải lại họ mà mình cảm ơn họ họ hy sinh để họ phiền não thấy mình ừ, ngồi suy nghĩ đi họ hy sinh để phiền não thấy mình thương mình quá để cho mình đi niệm phật thôi mà cũng không dễ đâu thử đi quý vị coi cái người mà không đủ duyên đi bị kêu họ ở nhà niệm phật để tôi đi làm cho vì thử đi trong cái cõi đời này vì tìm được mấy người uhm, không tìm được mấy người đâu đừng có nói chuyện dẫn chứ uhm, không quay đi đơn giản kêu họ quý vị mà có người vợ người chồng mà kêu họ ở nhà niệm phật đi mình đi làm kiếm tiền kiếm cuộc sống đem gì mà họ ở nhà họ niệm phật như Đức nói quý vị nhà vì là có báu vật vô giá à, tại vì đi làm là chỉ vật chất thôi nhưng nhà quý vị có người đang niệm phật mỗi ngày đó 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 là bảo vật vô giá là công đức thiện căn bảo vật vô giá đó có khi quý vị bị phiền não bị này kia khó chịu thì bước về nhà gặp họ chính họ là người so dịu cái tâm đấy bị nếu mà họ tu họ an lạc đến cái nội tâm đặc biệt quý vị gì gặp họ cái thôi là quý vị đã cảm thấy thoải mái cái tâm đặc biệt dữ lắm nên nhà quý vị mà có một người niệm phật đó, đó là còn hơn vàng bạc châu báu trong nhà quý vị đấy nói này quá đáng quá chứ nó thiệt chứ. người ta không hiểu người ta tưởng đâu cái người ngồi trong nhà mà niệm phật đó là cái gì nó làm cái gì người mà hiểu ra còn hơn vàng bạc châu báu đang để trong nhà dù một căn nhà lá nhà dột cột siêu nhưng mà có một người ngồi niệm phật ở trong đó đó là nhà nó đang phát quang Phật A Di Đà thường ngự giá nơi đó, không phải đơn giản đâu quý vị. Quang Minh Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật mới bị nó chuyện dở, chứ không phải soi gọi tìm người giàu sang đâu, mà tìm người niệm Phật á, nhà quý vị mà có một người niệm Phật ở nơi đó đó là nhà quý vị, Phật quan đang phổ chiếu nơi đó đó, Phật Bồ Tát thường ngự giá đến nơi đó đó chứ không dẫn đâu. Nên nhà mình mà có một người đang niệm Phật ở trong đó đó, còn hơn vàng bạc châu báu chúng đó nên quý vị mà thỉnh mờ con người ta mà đến nhà mình mà niệm phật người ta mà đến nơi đó nhà quý vị là đại phước đại lộc nói này không phải quá đáng một trăm trăm quý vị luôn đại phước đại lộc đó, nói chuyện nói chuyện vẫn chưa nhà mà có đất đai mà dám cắt đậu vàng mà cho người ta mỗi tuần thứ bảy chủ nhật đi đến niệm phật lễ phật đó, mà người ta chịu đi đến nơi đó, đó. đại phước đại lộc con cháu gia đạo bị sẽ thấy chuyển xây ừ. khi bị vừa mới làm giống như bị bị trở ngại trở ngại gia đình trở ngại con cái nhưng sự trở ngại đó là chuyển nghiệp sự khảo đảo đó là coi bị có kiên định không khi bị đã kiên định rồi thì vì sẽ thấy cái lợi ích đến nên cái người mà đang niệm phật đang hộ trì người tu nha vị sẽ bị trở ngại đó sao không trở ngại được chúng sanh đa phần trong lục đạo chúng ta đi xuống tam đồ một chúng sanh này muốn đi về cực lạc quý vị nó không trở ngại hả vì đang hộ trì một người muốn gì cực lạc mà không trở ngại trở ngại trùng trùng nhưng trở ngại hoài không 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 có trở ngại hoài Hoặc bồ tát không có bỏ cái vị đâu một trăm không có trở ngại hoài chừng nào tâm tư quý thông rồi là nó hoàn toàn chuyển nghiệp nên những Đức Từ dù ở một nơi nào Nhưng mà vẫn mỗi ngày tu với vị Đồng hành Đồng hành với vị đó Tu chung Tu xong chia sẻ Phật Pháp Chia sẻ nói chuyện Gia, đình thân yêu Đại gia đình thân yêu ngồi chung với nhau Vì được rồi Đừng có đòi hỏi gặp nhau chỉ cho nó mệt Gặp nhau trong cuộc đời này Có khi thị vi thêm làm gì Gặp nhau nói chuyện năm trên xóm dưới nghe mệt thêm Gặp một cái room này mà những đứa bấm lên ai ý kiến gì mà cho ý kiến ý kiến một chút thôi tầm lâm chuyện như đây xảy ra thôi để mình những đứa nói là được cứ nghe đi niệm phật đi nha. vậy là được rồi đó đặc biệt nhất cái đó chứ không phải dễ đâu thôi chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha chúc vị an lạc ai với đạo phật ai di đạo phật ai di đạo phật ai với phật ai đạo phật, ai dưới đào phật. Ai dưới đào phật.